Trung Quốc ngày 27 tháng 4 bác cáo buộc cho rằng nước này che giấu nguồn gốc của virus corona vào lúc áp lực của Mỹ và EU ngày càng tăng về các hành động của Trung Quốc từ giai đoạn đầu của đại dịch. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc là nạn nhân của tin giả. Khi được hỏi về những chỉ trích mới đây của các chính trị gia Mỹ về cách thức Trung Quốc đối phó với virus, ông Cảnh nói một vài người kiếm chuyện với Trung Quốc để kiếm phiếu và nói thêm Trung Quốc cương quyết phản đối những người ở Mỹ đả kích và hạ uy tín Trung Quốc về đại dịch và gây phương hại đến lợi ích của Trung Quốc. Theo ông, cho rằng virus corona xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc không có lợi cho sự hợp tác quốc tế chống dịch bệnh. Các chính trị gia bên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ đang tìm cách thông qua một nghị quyết đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại gần 3.000 tỷ đô la vì kinh tế suy sụp do đại dịch toàn cầu, trong đó có 26 triệu người thất nghiệp tại Mỹ. Ông Cảnh Sảng nói, việc truy tìm nguồn gốc của virus là một vấn đề khoa học quan trọng, cần sự hợp tác quốc tế hơn là việc đổ lỗi và đòi bồi thường. Ông nói, không có tiền lệ và căn bản pháp lý kiểu đó trên thế giới. Trung Quốc, nơi virus được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm ngoái, đã cực lực bác bỏ những cáo buộc của Mỹ và các nước khác là Bắc Kinh che giấu những tin tức về dịch bệnh bùng phát, làm cho lây lan mạnh trên toàn cầu và làm trì hoãn sự đối phó của các nước.